tại sao bạn phải liên tục nâng cấp bản thân, bạn muốn biết hay không ạ? Hãy xem hết video này để có câu trả lời nha. Yến giả sử bây giờ bạn đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi, bạn đã thành công rồi, bạn đã khỏe mạnh, đã hạnh phúc rồi. Câu hỏi đặt ra là bạn có muốn thành công bền vững hay bạn chỉ thành công trong ngắn hạn? Chắc chắn bạn sẽ cười và bạn cho rằng người hỏi bạn là một người không bình thường, đúng không? Ai cũng muốn thành công một cách bền vững chứ. Để thành công bền vững thì bạn phải nâng cấp tư duy của mình một cách liên tục, có đúng không ạ? Phải học tập, phải phát triển liên tục thì thành công nó mới nối tiếp thành công. Lý do tại sao nhiều người ở ngoài kia họ luôn chăm chỉ, họ nỗ lực cố gắng mà họ vẫn chưa thành công được? Nếu như bạn không có sự hiểu biết, không có kiến thức, không có tư duy, không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm thì bạn chưa dễ để thành công đâu. Bao nhiêu anh chị ở đây đã từng kinh doanh? Tại sao nghe đến kinh doanh thì rất nhiều người họ sợ? Họ sợ họ không thành công được, họ sợ mất tiền, họ sợ kinh doanh thua lỗ, họ sợ phá sản, vân vân. Đó là bởi vì những người này họ không hề biết một chữ bẻ đôi về kinh doanh. Họ không biết kinh doanh là gì, họ không có kiến thức, họ kinh doanh bằng một cái đầu rỗng. Họ mang tư duy đi làm công để đi làm kinh doanh. Vì vậy khả năng thành công của họ trong kinh doanh là rất thấp, hay có thể gọi là bất khả thi. Nó giống như là một đứa trẻ học mới lớp 1 thì nó không thể nào nó giải được bài toán lớp 5 đâu ạ. Đi kinh doanh nó cũng giống như vậy. Đi kinh doanh nó giống như là khi bạn leo lên chiếc xe ô tô bạn lái. Bạn không biết lái ô tô, bạn cũng không có bằng lái ô tô. Và bạn cũng không dám để cho người không có bằng lái cầm vô lăng để lái thay cho bạn được, đúng không? Anh chị hãy hình dung chiếc ô tô nó giống như công việc kinh doanh của chúng ta. Công việc kinh doanh này nó sẽ đưa bạn đến mục tiêu của bạn. Bạn dùng chiếc ô tô đó để bạn đi đến nơi mà mình mong muốn. Nhưng mà mình lại không biết luật giao thông, mình cũng không biết xài chiếc xe đó, mình không biết cách vận hành nó, thì làm sao mà mình đi đến nơi an toàn được? Một người không biết luật, không biết đường đi, thậm chí không biết cách vận hành xe mà vẫn cố chấp lái xe đó thì 100% khả năng là không an toàn rồi, đúng không ạ? Nếu như bạn ra ngoài kia bạn kinh doanh bằng một cái đầu rỗng thì bạn cũng biết chắc luôn là bạn sẽ không bao giờ thành công được. Tất cả mọi thứ đều cần phải có tư duy. Tư duy là mấu chốt của sự thành công. Tư duy là yếu tố chiếm 70% quyết định khả năng thành công của bạn. Nếu như bạn có tư duy, có kiến thức, có kinh nghiệm và bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn đang làm thì bạn nắm chắc 70% khả năng là bạn thành công. Tư duy tăng lên thì tiền tăng lên. Tư duy tăng lên thì doanh nghiệp của bạn tăng trưởng. Hãy tiếp tục học hỏi và phát triển hệ tư duy của mình. Nếu như bạn làm được điều này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng thành công, tự do, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn. Hãy liên tục phát triển để nâng cao hệ tư duy của mình. Nếu như bạn chưa biết cách làm như thế nào để có được môi trường học tập, để phát triển tư duy, nâng tầm giá trị bản thân, để phục vụ cho công việc kinh doanh, cho việc phát triển doanh nghiệp của bạn, thì hãy liên hệ ngay với Yến để được tặng bộ công thức 22 ngày và đồng hành hỗ trợ mỗi ngày hoàn toàn không mất phí bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi.